chào tất cả quý vị đã có mặt và theo dõi cuộc thi thời trang Bé Yêu Mặc Hè cho các bé đang mặc tã, khoe mông xinh mùa hè. Thành phần ban giám khảo cho cuộc thi là những người dày dặn kinh nghiệm giúp em yêu mông xinh suốt hè. Miss Sơ Sinh có kinh nghiệm hơn 10 năm, luôn biết cách nâng niu yêu chiều cho làn da nhạy cảm. Mr. Tã Quần đam mê tạo ra tã quần thời trang tiện lợi cho bé thoải mái vui chơi. Miss Tã Dáng, thế mạnh của cô là tạo ra tã thấm hút thần kỳ. Xin mời thí sinh đầu tiên, bé Tin vừa tròn 1 tuổi, thân hình mõm mỉm dễ thương, mê bơi lội hay cùng hội bạn chơi ô tô. Thí sinh tiếp theo là bé Na, năm nay Na 1 tuổi rưỡi, Na yêu màu hồng, Na thích được bông. Bé Tuẩn 6 tháng, bé Ri 1 tuổi, bé Buồn 1 tuổi, bé Kèm 7 tháng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đam mê bơi lội, chơi đùa với nước. Các thí sinh đã xong phần trình diễn, sau đây xin mời ban giám khảo hội ý chọn ra 3 giải nhất nhì ba. Đây là một sự lựa chọn thật khó khăn cho cả ba ban giám khảo. Họ liên tục vò đầu bứt tai để chọn ra các bé ấn tượng nhất. Đã đến giây phút hồi hộp nhất sáng nay, xin mời ban giám khảo công bố. Kính thưa quý vị, thật khó cho chúng tôi để đưa ra quyết định. Dù bé nào đạt giải thì các bé đều rất dễ thương, xinh xắn. Và sau đây, kết quả chung cuộc chính là 6 bé đều xứng đáng đạt giải nhất.